Chào các anh nhé, hôm nay shop xin test sơ sơ về cái loa Martin M1900. Loa Martin này thì là hàng nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan. Đây đã có in hẳn hình logo Martin ở trên thân vỏ của loa. Thì loa này là trọng lượng là 38 cân nhé, thì đúng như shop đã cân ở cái hình trên trên Lazada sẽ có chụp đấy ạ. Và chiều ngang là 70 phân, chiều ngang là 70 phân, chiều sâu là 54 phân đấy, 54 phân. Và chiều cao của loa là 50 cm. Thì ở trên nóc thì còn có cái lỗ để mình cắm loa phun đấy, và thiết kế bốn cái đường gân này rất là đẹp, đặc trưng của Martin. Thì phía đằng sau thì là cái bộ kích đẩy M1900, khác hẳn bộ kích M1800. Thì xin các quý khách cũng chú ý rõ giúp, cái này hơi tối. M1900 làm nào để sáng được cái. Công suất của nó thì ghi ở đây là 500W đấy, nhưng mà tối đa là 800W, nghĩa là 500 đến 800W đấy. Đấy, còn có gồm có 3 cửa. Cửa nhất là cửa đường vào AV, cửa thứ hai là cửa đường vào hai này về input là từ âm ly, và vẫn dùng đây là gọi là xúc điện, hai cửa điện. Thế còn một cửa hơi là nó có cổng là speaker output này. Thì lúc đấy mình phải tắt điện đi và đấu trực tiếp dây của âm ly vào. Thì đấy là công tắc nguồn ạ. Hơi tối chứ. Thì tại sao loa này của nó thì về phía chất loa thì là côn 76 và từ của nó là 190. Đấy, thì cái chất của nó cũng rất là tốt đấy. Còn Martin thì hàng cũng có thương hiệu, thì shop xin test sơ sơ một chút. Thì đây shop đang lấy tín hiệu từ cổng AV ra đây, thì shop xin mở lên để quý khách nghe. Thì thực ra cái nhà này nó rất là nhiều hàng hóa, nó tiếng của nó sẽ rất là ồn, nó gọi là không được được như phòng cách âm nữa, nhưng mà tiếng rất mạnh ấy. Bây giờ shop mới đang để có 50% volume thôi. Rất là chắc đấy, phải không? Bát đĩa đấy. Đây là tiếng đục qua trầm không đấy. Đang để mức volume là rất là nhỏ đấy. Chưa được 12 giờ đấy. Bài hát này nó hơi ít bát, để xem hết cái này đấy, nhạc rất là bốc mạnh ấy. Đấy,
shop xin cái loa full để đánh.